Ông tiền trẻ mang cái bụng như cái nồi nước lèo đó anh. Anh mà bụt ta. Anh, did football need for someone to rest man? The football is, I love the game, you see. Yeah, people, see young money buy be what I be. Young money. Four bag. Yeah. Ông tiền trẻ mua 4 bịch nước sạch, 4 bịch nước 2000 đô anh in this moment. And last week you buy for them. Do I buy? Last week you buy for them like that. And ATM not working. All of them, what is ATM? ATM not working. Thôi, giờ mình thấy cái máy ATM duy nhất của huyện. Đây là chợ huyện. Mà không có hoạt động, đừng nói tới là có rút tiền được hay không. Không hoạt động luôn. Bởi vì anh nhà mình thấy đó, mỗi lần rút là phải rút qua dịch vụ, rất là tốn tiền cước. Giờ ổng đi rút tiền dịch vụ luôn. Tại vì rút qua trong ngân hàng á, vô ship hàng thì không được. Tại vì đông, trời ơi, mỗi lần vô ngân hàng chầu chụp cả ngày trời. Còn ra thẻ ATM thì ATM không hoạt động. Đây là chợ phiên nhà mình, người ta bán quá trời đồ luôn. Cái này cô này bán bắp giường nè. Cô này bán bắp giường nè nhà mình. Bắp giường, bơ tí hon. Wow. I like Africa market. Everything fresh. Em khen như vậy để người ta mát lòng mát dạ để cho mình quay phim. Chợ phiên quá trời đông luôn, quá trời đông luôn, coi xe cà kẹt xe em xùm luôn. Yeah. One, two. Yeah. Giờ những mua 2 miếng mít, với mua dừa để mình làm kem. I get it for fun. Con này mà dĩ mua bơ tí hon mà nhà mình có. The coconut hummus. Okay, Ripam, I'll buy only one. Maybe we'll do transfer so that you get money by your desk. I see it's more money inside my bag, huh? Oh, we have milk, like we use milk. If you have Latin brand, Một cái dừa 700 đồng. How many will take? One, okay, man. We have milk. Take for me one more of that one. You have take one already. Take two and this one chain 100. So let me come, let me no more buy. Yeah, pizza cola. And this is cola itself. Okay, đây là cái hộp đắng mà nhím cho con cá ăn bữa bị rắn cắn ở nhà mình. Rồi xong. Đó. Cái hộp này nè. Là ý người ta nói mình để trong nhà là rắn rít rồi nó cũng sợ nữa nhà mình. Đó. Em thấy không? And this one is alligator pepper. Đây là những cái hộp truyền thống của người ta, những cái loại thuốc của người ta để nhà mình. Đó. Mình bị đau bụng hay gì mình ăn cái hộp này cũng được luôn. Mình đâm nhuyễn ra, mình trộn cát, mình rắc xung quanh nhà luôn. Iron Hand, the video man, Iron Hand. Quay quay à? Giờ bị công an đô thị hớt. Công an đô thị hớt, mấy người này lật đặt dọn. And this one is, how is this? Mấy người này giờ bị đô thị hớt lật đặt dọn. Ở đây cũng có đô thị nữa nhà mình, chứ không phải không có, nhưng mà người ta làm không có căng như Việt Nam. Ví dụ có tiền đưa cái là im, hoặc là đẩy ra lát ta đi qua thôi, đẩy lại bán tiếp. Quý ông ca. Chợ huyện thành ra làm căng. Giờ mình xe mình
mình đậu gần chỗ siêu thị thành ra là không có bị. Em đang coi nè, đó. Trời ơi quá trời luôn. Người ta chạy à. Ok. Cái chỗ này là cái bác hôm bữa bán đinh này nhà mình bữa chỗ phía ông Cạp đó. Thì bữa nay ông Cạp quay lại để mua đinh. Hẳn gặp bác thấy bé con của bác. Mua đinh về cho thấy ngồi làm. Cái bé mà nãy giờ sai sai là con trai trưởng của anh này nhịn mặt y rang nhau ở nhà mình. Ở châu Phi cái truyền thống của người ta là cái người con trai trưởng á, giống như cánh tay đắc lực của cha mẹ. Từ nhỏ là đều được huấn luyện để phụ cha mẹ tất tần tật, kể cả việc trong nhà, kể cả việc làm ăn. Miễn mà có khả năng tới đâu là phụ tới đó. Đi học về buổi buổi là phụ. Cho nên là thường là những người con trai trưởng là trưởng thành rất là sớm. Và những người con trai trưởng là gánh trọng trách của gia đình rất là nặng. Kể cả người ta nói là quyền huynh thế phụ đó, dưới người cha là người con trai trưởng. Cho nên nhà mình thấy ông Đu Đu là giống như là trưởng thành và tự lập từ rất là sớm. Nhà mình nhúng vô nước xong mà lấy cái tay dắt, chứ nó không có cái bộ phận dắt như ở Việt Nam mình. Biết cho anh không ơi? Cái này 5.000 đồng. Nhúng vô nước xong rồi dắt như là dắt quần áo vậy đó, chứ không có cái đồ dắt, không có gì hết. Đó, nhà mình thấy bởi vì nhím Nhiếm nói là chị Nhung sẽ mua cho Nhiếm cái cây lau nhà đi. Cây lau nhà mà dắt được, chứ cây này dắt tội nghiệp Đu Đu nó dắt không khô. Nhà Nhiếm lấy đỡ cái cây này đi cho ông Đu với ông Út lau nhà. Rồi mốt chị Nhung gửi cây lau nhà bên Việt Nam qua mình lau. Ôi, nó sơ sơ ôi ôi, ông Đơn Sô làm mà. Ôi ôi, ông Đơn Sô làm bột mì với nhà mình. Ôi! Yellow one. Very right, nè. Ah, this one better than green, hả? I'll drink it today. Green cow is sweet. How did Gary yellow again? I use oil when I cook grandam. Okay, so red oil. It's red oil. Tona. Then grandam. The grandam together. Còn Đơn Sô đảm đang kìa không? Dạ, Đơn Sô đâu à? I can't think. He's coming into agriculture. Yes. Okay, so now so can fry gari for our cassava. Can fry gari now. Let me now fry this one. Our cassava now. I don't get person to fry. No, so now so can take care of him cassava already. He start now to learn family man. Okay. Ôi, ông Đơn Sô, ông Đơn Sô giỏi nhà mình. Cái rang bột mì này rất là cực nghe, Nhiếm hay làm mà mấy mùa trước, bây giờ không còn thời gian để làm. Mì của ông Cạp không có thời gian đào luôn. Silicon. You silicon? Yes, he has silicon. To seal the place. So that's, and this thing, you can use filing machine, this thing would be best. Don't worry now, when you want that, I'm my mind there for that one, because I wanted to ask what, which kind of cutting of this, you should have your cutting at the back. At the back, then you are supposed to be like this, look like this. You should have your cutting at the back so that your work will be neat. You can get filing machine. Because me and him will have small talk. And this time is not finished. Him can ton nịt nè, him can ton được cái gà bếp này nó làm không chuẩn, thành ra nó không có vô được. Nó lấy cái búa nó đập của mình mớp méo thế này, ông Đơn Sô đang. Này là ông Đơn Sô sẽ đi đường nước cho nhà Nhiếm. Ông Đơn Sô là ông, cái việc ổng là làm đường nước, với ổng nêu cái mẫu cho cái mấy người này người ta làm. Cái này nó làm ông Cạp ổng không chịu, ổng nói màu gì tùm lum hết trơn, tự nhiên cái màu này cái màu kia. Rồi ổng kia nó tháo ra, cái này là cái thằng làm kệ bếp. Ông Đơn Sô sẽ thiết kế cái nhà tắm của Nhiếm luôn cho nó sạch sẽ. Nói chung là cái gì liên quan tới Nhiếm sử dụng là Nhiếm làm chỉnh chu hết. Your mama say don't keep well water washing something together with gas cooker because fire and water is enemy. The house will be scatter inside house. Everybody have to scatter because have something opposite. Always fight together in the kitchen. So maybe we will keep the gas cooker here. That's this one. Me fear the gas attack this one or not? This cylinder will be outside. No, there is what you mean.
You know, the gas burner itself. No, that is what you mean about that. That in a human life, yes, it's not a life. Water and light and fire is enemy already. They don't like themselves, so two of them don't have to stay near. Yeah. You know, for human race, you know, for spiritual human race, that if two of them stay near, you know, because two of them are enemies, they will be attacking themselves spiritually. Yes. And that attacking themselves spiritually will be affecting you physically. You that own the house. Okay. Because you are the one that set two of them to fight. Mm. Okay. So you have to separate them very far. Yes, many they far. Far. This one day, good, they look this one like this. You don't push. You don't push. Come now. Má ơi, má nhìn con ra, má không diễn tả cái ý nghĩa cái lời nói của má Dịch Thu. Hiện giờ cái chỗ này nè má, chỗ này nó chưa có, nó chỉ gắn cái gạch lên thôi. Nó chỉ gắn cái gạch lên thôi chứ nó chưa có dán dính lại. Đó, thì ông Non Xô với ông Cạp đang tính kêu là nó sẽ tính sao đó để cho cái rửa chén với cái nấu nó không có gần sát bên nhau. Thì nó kỳ, ông Cao cũng nói chuyện tả còn dính cười cũng chết được cái gì. Ông Nam Sô là giống như là cố vấn và làm hệ thống nước, bồn tắm, toilet rồi này kia trong cái phòng của Nhiếm, còn với nhà bếp, còn lại tất cả những cái gì liên quan tới cái nhà này là Nhiếm nhúng tay vô. See this one and from go left there. I'm always say we kai of God. You see how him hon work for bitch I show you that time very. This one I say we will send it now. I have tried the rule already. It's the idea of the boy you know. Now your house will be rule. Sao là nếu Non Song lấy vợ Việt Nam, anh Non Song về Việt Nam ở thì theo anh Phong làm lính là có lý. Anh Phong nhận không anh Phong? Phong nhận Non Song. Theo Nhiếm nghĩ là những cái kệ này người ta sẽ làm bằng dán ép hết luôn. Nhưng mà do hôm bữa cái thằng Đống La Phong ở nhà Nhiếm á, nó làm xong cái đưa cái tài khoản của anh trai của nó cho Nhiếm chuyển khoản vô, cái anh trai của nó nuốt luôn, không có đưa cho nó cách nào hết. Thành ra là ông Cạp thấy thương quá, làm cả tháng trời mà không có đồng nào hết. Thành ra là mới vẽ thêm là kêu nó làm mấy cái kệ như thế này để nó có một phần lận lưng lập nghiệp, làm lại cuộc đời rồi này kia. Cho nên bây giờ kiếm cái dán ép để mà gắn vô cho nó tiệp với cái kệ này á, nó khó. Gặp cái thằng ông nội làm kệ bếp nó không chuyên nghiệp nữa, nó lấy ba cái dán như ông Cạp cũng có mấy cái dán dụng dằn đổng để dành đó, nó lựa màu sao không biết, nó đóng vô nó chổi hàng, giờ là phải bắt kêu nó làm lại. Ông Nam Sơn nói kiểu gì nó cắt cái mặt gạch đi, căng cưa. Thì ông Nam Sơn kêu giờ lật quay ngược lại, quay cái bề láng ở bên ngoài, còn cái chỗ mà nó cắt căng cưa để nằm bên trong. Mấy cái chỗ mà nó bị cắt phạm găng cưa hoặc là bị mẻ gì đó là phải lập vô bên trong để nó cắt vô tay khi mình sử dụng. Anh em mình thấy ông Nam Sơn cũng tỉ mỉ tầm năng vậy nè. Ông nói là kiếm cái máy mài để mài, Nhiếm đó là lấy cái máy của anh Phong. Máy của anh Phong mài. Nè anh em mình coi như nó cắt miếng gạch bị súng găng gì đó. Cho nó vừa vô. Mà nó có mà như vậy là nguy hiểm không? Sao như nguy hiểm cho Nhiếm khi mà Nhiếm nấu nướng đồ rửa đồ đụng vô là nó đứt tay. Thành ra là ông Sơn nói là sẽ quay cái mặt mà không bị cắt lại, quay cái mặt bị cắt vô trong. Nhiếm nói là cho mượn cái máy mài của anh Phong cho nó làm, ông Cạp ông Sơn không chịu. Cái gì vậy? Để chân như tổ kiến thờ. Để cái máy chân như tu kiến thờ không chịu cho người ta mượn ta làm, xong rồi chê. Ở bên này khó là kiếm mấy cái máy đó, người ta toàn là người ta cắt bằng tay cho nên nó bị căng cưa như vậy mình. Cái này chắc xin ý kiến anh Phong có cái sáng kiến như thế nào chứ nó làm cái chừng banh chành cái bếp của Nhiếm luôn. Kiểu như nó cắt gạch từa lưa hết trơn rồi lòi vô lòi ra thế. Không biết là xài keo, xài xi măng như thế nào để mà làm cho nó chỉnh chu lại. Finish. If I come look my kitchen, you know then how I expect, you know, before spending this big money I'm spending here, I will tell him, Oga, if it's your kitchen, you spend all this money and see it like this, you will be happy. I will tell him, it's better you repair this kitchen or you go choose police station. You go to cell.
I will leave him, turn back and go. And if he's not repaired it under one month, I'll carry him. Nhà mình thấy Thọ thì bên này làm ăn sống nhăn hen, cho nên kể cả Thợ Mai cũng vậy, nhiều khi người ta có một mảnh vải đẹp, một mảnh giải quý người ta đem tới, nó làm banh chành hết xong chửi lộn trừ. Cho nên là Nhiếm làm mai ở bên này á, Nhiếm làm chơi chơi nhận khách nhiều khi còn từ chối khéo nữa, nhưng mà vẫn đủ chi phí trang trải trong gia đình này kia. Ông Cạp là ổng làm không có dư đâu, trời ơi, quả mai lắm là đủ ăn trong nhà thôi. Cho nên là nhiều khán giả hỏi Nhiếm là qua bên này có sống được không, mình có một cái nghề và mình chuyên vào cái nghề đó, mình giỏi về cái nghề đó, thì dù mình đi đế phương trời nào trên thế giới này mình vẫn sống được. Còn mà mình cứ lơ phất phơ, mình không có chuyên được và mình không có tập trung vào cái phát triển bản thân được, thì dù mình đi đến đâu hay là mình ở chỗ nào mình cũng không phát triển được. Giống như cái anh này nè, ảnh là người ở đây, là Thợ ở đây, mà làm coi là làm như vậy rồi mới mốt ai mà cho làm nữa. After that you will drink, you will take paracetamol. I will the worm come inside somebody's head. You need to go so that this from the no, is it not blood? Mm. You know? Maybe not blood there. So that. Oh. Nhưng mà Nhiếm mới như đang ngồi mới edit video xong đứng dậy cái chóng mặt xây sẵn mặt mày xém nữa té té cái đuổi luôn. Anh có tại you do in my kitchen? I'm covering it so that they will put ice. I want to stop it this level because of rain. Okay. So that rain will not be coming inside, but confirm. I will leave this side open. So after I will buy another new trampoline. Chachuk. And cover it. Chachuk. Here. When you get this shirt, mm-hmm. I only give you when you're sick. I mean, when you're sick, you wear this. I beg. No. Ôi ơi, ông Gặp bây giờ ông mặc. Ông. No, we're going to. I'm working now. This one give me free. I like it. Because don't make my mouth bend. I'm for work now. I'm laughing. You are on the whole work looking at you. We got the whole work looking at you. Mặc áo hai dây là mồ. Thôi ông Gặp giấc em chết. Anh mà. My head is begging me because it's me racist. I don't understand my woman. Why are you laughing at me? I only wear for you when you're sick. And I like it that time. I keep it very well for me to walk now. And hiya, you can wear this one inside bedroom. No, not inside bedroom, inside house. Inside house. Like, even like this, I still go. I walk in the morning in my farm like this. People are passing. You know why I tell you? Because our fans are not so easy. No, so you know, I understand it, you know. Yeah, if only me say this word, nobody will have problem about living life. Okay. You live your life the way is comfortable for you. Giờ ông nội này đang đứng rên nè. Tại vì ông làm cái bếp của nhà Nhiếm phố cột, ông làm kiểu màu trắng mà ông gắn cái này màu trắng hồng. This one cannot you bend them, but... No, I cannot. They will remove it completely. Mm-hmm. Yeah, I'm going to cut it out. I'm going to ask me what I can do for him since they put already. They said, what I will add again for the bread. Okay, now. So I want him to use it for the door that will stay this side. Okay. This side I'm repairing. Okay. But if often it will not go spoil, but... No. Only tight it, lose it, but... Anything you tell me good, you do it now. And he will use the measurement of those the doors for the thing he want to build here and put the doors back. Okay. Anything so you tell me now. Anything you tell me good, you do it. A question for you, dear. My brother, Let's go. Let's see if we can get a go back for me to eat. Cái ông xa mừng dữ, cái xa tử đâu cho ông đi. Cha stay home. Asha, yeah. Asha, come inside. Leave him. Come inside. Asha, come inside. Come inside. Do carry him inside. Không có cho ông đi ra ngoài nhà, mình sợ mấy người người ta bỏ thuốc rồi này kia ở ngoài. Mình đang không có cho ra ngoài. Ai ác cô ta. Con biết thêm bên him đi con. Giờ bỏ không có nhà. Sáng nay là mấy ông báo đi đó rõ lắm nhà không la. Sáng nay mấy ông báo đi hái rau đắng để nấu súp. Ông Cạp là
coi bộ không 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 biết có ăn được cái món củ hủ dừa làm gỏi gà hay không, cho nên là nấu thêm súp rau đắng cho chắc ăn. Ở nhà Nhiễm mỗi lần nấu món Việt Nam cũng áp lực dữ lắm, nhà mình nấu mà phải về coi người này ăn được không, người kia ăn được không. Đây bắp Việt Nam trồng theo kiểu Việt Nam, và ổng vuông gốc rồi nè nhà mình, làm cỏ vuông gốc còn bỏ phân nữa, chắc ổng đang làm luôn á. Có mình ơi ổng à. Cái bắp này thu hoạch được rồi nha, cái này là Nhiễm sẽ chờ tới phiên chợ phiên để mình thu hoạch, mình đem đi chợ phiên mình bán, bán cho vợ y chia ép giá quá. Ở ngoài chợ người ta bán 1.000 trái mà không có lựa từng trái đâu. Đây mình coi nè, bắp ngon ghê hen. Ôi, cái trái bự bự không luôn á. Không mất một trái luôn á nhà mình. Ở sát bên nhà mà. Ai dám đụng tới bắp của ổng. Này nó già rồi nha mình. Cái này mấy đứa nhỏ, mấy bà hàng báo bây giờ sẽ hái rau đắng để nấu súp. Cái rau đắng này có khán giả nói là lá mật gấu, nhưng không biết có phải lá mật gấu không. Này mình coi nè. Khi mình sờ mình cảm giác là nó có lông, nhưng mà nó không có lông. Mà nó cực kỳ đắng, cái này đắng dữ lắm, cho nên là nấu súp là người ta phải phải nhồi, phải rửa cả chục nước vậy đó. Xì vô iPhone thôi. Chục nước xong rồi bắt đầu mới nấu. Chúng ta là nó đắng ăn không được. Đây là một trong những cái đặc sản, rau đặc sản của người ta. Mùa này mùa mưa thì rẻ. Hover. Why you so far my son go and take bitter leaves, you know I'm cooking that coconut head. For our own, no? So in your beer still remain, and are you sure we will not take some of beer and eat with corn? I want to take it myself. What is this in now? The seagrass I'm putting for my time. Okay. I just finished work and I'm packing. As I'm coming back, something must stay in my bag. Okay, now. Ổng giờ ổng làm cỏ cho cái vườn chuối. Rồi ổng gom mấy cái cây mục cỏ rồi này kia. Đằng ổng vung gốc cho mấy cây khoai mỡ. Trái bơ tí hon nó rụng. Xì đu đu biết không? Cái trái bơ tí hon này nhà mình ổng leo lên mình nó bị động nó rụng. Chỉ cần nó có một cái chấm màu đen như thế này thôi là ăn được. Giờ ổng leo lên ổng hái. Mỗi lần mà Nhiễm nấu đồ ăn Việt Nam thì mấy cha con này phải kiếm đồ ăn. Để có gì ăn không được thì sẽ cua. Hàng bá lụm để vô luộc bắp ăn. Ở bên này mà chịu khó làm thì không có đói nha mình. Có điều kiện để làm và chịu khó làm. Ví dụ như có đất đai để trồng trọt. Thì chịu khó trồng trọt thì sẽ không đói. Còn đa số những người nghèo là người ta dân nhập cư. Người ta không có đất. Còn những người mà nghèo mà có đất là những người lười, không có chịu làm. Mình coi cái bơ tí hon nó như thế này nè. Nó chùm chùm giống như chùm nhãn, chùm chùm chơm vậy đó. How do you speak Việt Nam? Thế hái rau. Hái rau. Vỗ quá vỗ đuyền. Hái rau. Con đang làm gì? Hái rau. Yeah, good. Cái rau mùa này tốt dữ lắm nha mình. Cái rau này mùa mưa á, ủi nấu súp ăn rất ngon. Nhiễm nhiều khi Nhiễm thèm cái món súp rau đắng này luôn á. Ở đâu quen đó hen, nhưng mà thèm thì thèm chứ không bằng món Việt Nam. Món Việt Nam là mình bị thương nhớ. Bữa nay mấy ông này nấu súp rau đắng, đang chổi hàng với cái gỏi của hủ dừa của tôi. Anh vô plantini tu mơ tôi. Coi chú con cạp quá trời luôn. Cứ mỗi một cây là một buồn. Bởi vì ở đây chịu làm không có đói. Chồng chơi chơi vậy mà cũng giờ ông cào cũng được chắc cũng 400-500 gốc chuối rồi đó nha. Đó là lát nhát vậy đó. If you guys finish, you come inside, let me go and bring some money food for them. Cái này cái trái này nó giống trái trám xanh đó nha mình. Nhiễm sẽ thử cố gắng kho cá thử cho ngon. Throw this into the telephone. With this beer, we will take corn. We have no, corn. No corn here to take. We have corn inside house. I have food. Huh? If I ask, I will go to the other farm and take. Yes. Cái bắp này mình không có hái nha, mình hái là nó có dấu tay. Người ta thấy mình hái cái người ta
người ta sẽ hái. Tại người ta biết à, nếu mà mình hái người ta hái, không biết người nào có mất bao nhiêu. Thành ra là mình không có đụng tay vô, mình để cho nó già hết, mình hái một lần một. Nhiều lắm luôn. Cái này mình sẽ đem ra chợ phim. Ôi ôi anh. Quý cây à. Ôi ôi. Ôi ôi. Ôi ôi có cây vô có không kẹp nè nhà mình. Ôi ôi em trồng em chăm chút trong nhà trồng dữ, làm cho dữ lắm, nó toàn là lá không, còn của ổng coi trái nè, trái đắt nghẹt luôn. Anh, you serious on tomato now so that we can one. Sell for market? One. We have the one day inside back. You see, I have plant some self. Uh-huh. That space, I replace it another one. You, your iron hand, the many side, even this side too. Giờ em tin vô cái bàn tay sắt của ổng rồi, nhà mình ổng lụi lụi vậy mà nhà mình coi nè, trời ơi anh this one what we need now that my new so that the baby will burn. But you know how to put my new before you kill them không? Why I even have chicken poop myself. Còn pha mấy con gà ổng nuôi. So I want to start putting sand now for the chicken poop. Ổng bón phân gà nhà mình, trời ơi cái cà chua đó trời luôn, nhiếm tưởng đâu ổng thần chơi rồi. Bữa mình chửi không, rồi cái tay chân anh đều này kia, coi trái nè, trái chùm chùm của nhiếm nó không có một trái luôn nhà mình. Trời ơi chuyến này nhà nhiếm vô bánh cà chua. Giờ biết có kỹ thuật rồi, nhà mình kiểu như nhà nhiếm đó giờ không có làm nông, thành ra là trồng bừa trồng đại vậy thôi. Trời ơi si ôi ôi sao cái cây này nó bị gì quéo quéo vậy ta? Nhà mình trồng cà chua cái nào bị gì không? Giờ ổng làm ổng buộc đỡ cho nó phụ vô cho nó chống cái cây lên để mưa. Có mấy cây à? Không có nhiều nhà mình, 1 2 3 4 5 6 7, có 7 cây là có trái ngon thôi, còn mấy cây kia nó cũng đều. Ổng vun gốc, ổng làm chăm chút như em bé vậy. Bởi nhà mình hỏi nhím sao không nuôi con này con kia. Trời ơi, cái cây ổng trồng mà ổng còn cưng vậy. Thì cái con ổng nuôi ổng đâu có nỡ bán đâu. Mỗi lần bán gà là nhà có chuyện. Hồi đó nhà nhím nuôi gà. Hai mỗi lần bán dê là nhà có chuyện. Bỏ ăn, nhịn ăn, em kiểu như thương nhớ. Thôi dẹp, khỏi nuôi. Trời ơi, nhìn cái cà chua có gặp em mừng quá à. Vậy là nhà nhiếm là có cửa để trồng cà chua bán rồi đó nhà mình. Chứ hồi trước em nản nha nhà mình. Trồng lúc còn nhỏ thì nó chết, nó lớn lên thì nó không có trái. Ủi anh, tôi đi tour mệt. Đi tour mệt. Cái khu vườn phía ngoài này nhiếm đang di dời những cái rau Việt Nam của má Nhật Thu gửi đợt sau ở nhà mình. Những rau thơm, rau này kia. Là nhiếm trồng vòng cái rẫy bắp này. Ổng, chỗ này ổng trồng bắp còn vòng vòng, ổng làm, ổng lên luống, ổng trồng. Nhím thì chỉ có cái miệng thôi. Trời ơi trồng gì, ra đứng lát xíu mũi cắn chạy vô. Hai bố con đi hái rau đắng về rồi. Dạ dạ. Được cái thông báo nhà nhím xiên y như cha nói đó. Nó xiên mà không phải như là mình ép nó làm như nhà mình. Nó khoái làm, nó khoái đeo theo. Sai gì kia nó mừng. I go and wash for daddy yeah. Do go and wash for daddy. You have your breakfast done. Vậy cha nó sẽ vô nấu đồ ăn sáng cho nó. Tụi nó thì sẽ đi rửa rau, còn nhím sẽ edit video cho nhà mình xem. Xong rồi nhím sẽ đi làm gỏi củ hủ dừa. Rồi bây giờ hai ông báo là cha nó cho ăn bột bắp với khoai lang chiên. Đu ngon không? Ngon lắm. Ngon lắm. Ở bên này người ta ăn sáng như vậy thôi, nhà mình không có cơm phở bún hủ tiếu gì hết. Rồi giờ ăn xong là sẽ triển quân đi làm gỏi gà củ hủ dừa nha. Hẹn gặp nhà mình tập tiếp theo coi nhím có thành công không. Bữa nay có ông Nonso làm món nước nữa, rủ ông Nonso ăn cho biết mùi.